Tại các dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể trên địa bàn, đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm tỉnh đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện các quy định đảm bảo an toàn thực phẩm, điều kiện cơ sở vật chất, nguồn gốc nguyên liệu chế biến, các thủ tục hành chính, giấy khám sức khỏe định kỳ, tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm cho người trực tiếp chế biến. Qua kiểm tra, đoàn đánh giá các dịch vụ ăn uống có quan tâm thực hiện các quy định đảm bảo an toàn thực phẩm, bố trí bếp theo nguyên tắc một chiều. Tuy nhiên, vẫn còn cơ sở lưu mẫu thực phẩm, kiểm thực 3 bước chưa đúng quy định, khu chế biến còn có côn trùng gây hại. Đoàn kiểm tra đã nhắc nhở, hướng dẫn cơ sở thực hiện đúng các quy định về an toàn thực phẩm, đồng thời lập biên bản xử lý vi phạm theo quy định.